Rồi nhà vườn thông minh, nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây linh sam rừng riêng Ninh Thuận nhà mình nha. Cây này form thiên nhiên một cốt nhà mình. Cây này siêu lũ luôn. Lũ là lũ rin có tác động máy nhà mình nha. Cây này có mã số là 712, có số đo tổng hoành cái gốc này là 65. Cây cao tính từ cái mặt bầu này mà lên tới cái đầu thân chính này là 37 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 40. Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha. Là 1,6 triệu bao ship không chậu nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Một cây linh sam rin Ninh Thuận nha. Cây siêu lũ luôn. Cốt này. Rất là lực cây nha. Cái này form lùng lực nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rin nha mình nha. Thích thì mình về mình ghép đao điểm vô rất là chi là ok nha. Còn thích mình chơi rin luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Cái này form lùng lực siêu lũ nha mình. Rồi mình xem tham khảo, nếu được duyên ý thì ủng hộ cho vườn nha. Mình về mình sưu tầm luôn. Rồi mã số 712 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,6 triệu bao ship không chậu nha mình. Cho một cây linh sam rin Ninh Thuận nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.